tổng hợp những thông tin nóng hổi nhất trong dòng chảy tin tức quốc tế. Quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube Tin tức Việt. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Bàn về những cải tổ của ông Putin giai đoạn 2010-2020. Trong 10 năm, từ năm 2010 tới năm 2020, quân đội Nga bước vào cải tổ và hiện đại hóa. Tuy nhiên, do nguồn lực tài chính có hạn, người Nga đã chỉ chú trọng vào một số lĩnh vực quan trọng nhất mà họ cho rằng sẽ thiết yếu trong cuộc chiến tranh trong tương lai. Người Nga đã rất thực tiễn trong việc hiện đại hóa quân đội của mình. Nói một cách ngắn gọn là để tránh vết xe đổ của Liên bang Xô Viết trong cuộc chạy đua vũ trang. Ông Putin đã làm mọi cách, thậm chí kể cả cắt giảm các chương trình quân sự nếu cần, để việc hiện đại hóa quân đội không tạo thành một gánh nặng cho nền kinh tế, rồi dẫn tới sụp đổ như Liên Xô đã làm. Trong thông điệp liên bang năm 2023, sau khi nước Nga đã tham chiến một năm ở Ukraine và phương Tây đã tung hết tất cả các đòn trừng phạt nhằm làm cho nước Nga kiệt quệ về kinh tế, thì ông Putin vẫn nói với người dân là vẫn chưa tới lúc mà họ phải lựa chọn giữa bơ trên bàn ăn hay súng đạn cho tiền tuyến. Sai lầm thứ ba của Liên Xô đề cập ở trên là việc mở rộng các quan hệ đồng minh dựa trên ý thức hệ mà không tính tới lợi ích kinh tế, khiến cho các đồng minh của Liên Xô trở thành gánh nặng cả về kinh tế lẫn quân sự, chứ không giúp ích được gì khi cần. Trong lịch sử nước Nga, kể từ khi Peter Đại Đế quyết định hiện đại hóa nước Nga theo mô hình châu Âu vào cuối thế kỷ 17, thì nước Nga luôn tham dự vào chính trị của châu Âu. Sự tham dự đó được thực hiện qua các liên minh về chính trị, kinh tế và các quốc gia khác ở châu Âu. Các liên minh này mang lại nhiều lợi ích cho Nga, ví dụ như sự hợp tác giữa Nga và Đông Phổ trong việc phá vỡ khối thịnh vượng chung Ba Lan, Lithuania, và ba lần phân chia lãnh thổ nước Ba Lan hoặc các vùng đất đai tại phía tây Ukraine được các sa hoàng sát nhập vào Nga. Tuy nhiên, các liên minh cũng mang lại nhiều thảm họa cho chính nước Nga, mà minh chứng rõ rệt nhất là sự thất bại của nước Nga trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất và sự tiêu vong của Vương triều Romanov, một vương triều đã kéo dài 200 năm vào năm 1917. Vào cuối thế kỷ 19, khi nhận định về đồng minh của nước Nga, Sa Hoàng Alexander Đệ Tam đã nói, nước Nga chỉ có hai đồng minh, đó là quân đội và hải quân của mình. Câu nói trên được ông Putin nhắc lại vào năm 2015 trong một cuộc họp báo về tình hình quốc tế. Gần đây nhất, vào tháng 3 năm 2023, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng nhắc lại câu này trong một cuộc tranh luận trên truyền hình Nga. Nếu như không nắm được lịch sử cận đại của nước Nga, thì chúng ta có thể nghĩ rằng đây là bằng chứng rõ ràng nhất, trực tiếp nhất từ những người lãnh đạo cấp cao nhất của Nga nói về tình trạng cô lập của đất nước họ tới mức họ chỉ còn biết dựa vào sức mạnh quân sự. Tuy nhiên, nếu như nghiên cứu một chút về lịch sử nước Nga, chúng ta sẽ thấy câu nói này có vai trò quan trọng hàng đầu trong cuộc chiến không tiếng súng của Nga đối với phương Tây hiện nay. Trước hết, nếu nhìn vào lịch sử, chúng ta thấy rằng nước Nga Sa Hoàng và Liên Xô đều từng có các liên kết đồng minh trong lịch sử, có những nét tương đồng trong việc kết đồng minh của nước Nga dưới thời Sa Hoàng và Liên Xô. Điểm giống nhau thứ nhất là cả hai quốc gia, trong thời gian tồn tại của mình, đã kết đồng minh với các quốc gia nhỏ hơn vì vấn đề lý tưởng. Nước Nga Sa Hoàng trong suốt 3 thế kỷ, từ 18 tới 20, luôn có đồng minh là các quốc gia nhỏ ở khu vực Ban Căng. Sự gắn kết ở đây dựa trên truyền thống của chính thống giáo. Theo đó, sau khi đế quốc Byzantine bị sụp đổ năm 1453, thì nước Nga trở thành người kế thừa Byzantine, đóng vai trò là người bảo vệ chính thống giáo. Tương tự như vậy, Liên Xô, với vai trò là quốc gia đầu tiên có cách mạng vô sản thành công, đã trở thành người bảo trợ cho phong trào vô sản quốc tế. Điểm giống nhau thứ hai là nước Nga ở cả hai thời kỳ đều có những liên kết đồng minh với các quốc gia lớn khác để có được các lãnh thổ mới. Điểm giống nhau thứ ba là các đồng minh nhỏ của Nga luôn luôn là một gánh nặng về mặt kinh tế và quân sự. Điều đặc biệt là cả nước Nga Sa Hoàng lẫn Liên Xô đều nhận thấy điều đó, nhưng vì lý tưởng, họ vẫn gồng mình để thực hiện các nghĩa vụ của mình. Trong cả hai trường hợp, việc thực hiện nghĩa vụ về tư tưởng này của họ đều dẫn đến sự diệt vong của cả hai quốc gia. Cuộc chiến tranh Thế giới thứ nhất bắt đầu bởi sự kiện một nhóm dân tộc chủ nghĩa người Serbia đã ám sát thái tử của đế quốc Áo Hung với mục đích là tách các phần đất có người Serbia sinh sống ra khỏi đế quốc này và sát nhập vào Serbia. Điều này đã dẫn đến việc đế quốc Áo Hung yêu cầu Serbia giải giáp vũ khí trong 48 giờ và để quân Áo Hung tiến vào. Khi Serbia kêu gọi Nga bảo vệ sự độc lập của mình, Sa Hoàng Nicholas Đệ Nhị đã tuyên chiến với Áo Hung. Rasputin, một thầy tu chính thống giáo có những khả năng đặc biệt và thường được giới quý tộc ở Moscow coi là sứ giả của Chúa và được Sa Hoàng
và đặc biệt là Hoàng hậu Nga tin tưởng, đã báo cho Sa Hoàng biết rằng nếu nước Nga tham gia cuộc chiến này thì vương triều Romanov sẽ bị diệt vong. Mặc dù Sa Hoàng đã tự chứng kiến rằng tất cả các lời tiên đoán trước đây của Rasputin đều được thực tế chứng minh là đúng, nhưng vì nghĩa vụ của người bảo hộ chính thống giáo và người Slavo, nước Nga đã tuyên chiến. Việc tuyên chiến của nước Nga đã buộc nước Đức tuyên bố chiến tranh vì nghĩa vụ đồng minh với Áo Hùng, và điều đó lại dẫn tới việc Anh và Pháp tham chiến vì nghĩa vụ đồng minh với Nga. 3 năm sau khi tuyên chiến, Sa Hoàng Nicholas đệ nhị phải thoái vị, rồi ông cùng gia đình bị xử bắn trong cuộc nội chiến nước Nga diễn ra sau đó. Trong trường hợp Liên Xô thì đa số các đồng minh nhỏ của quốc gia này cũng tạo ra một gánh nặng lớn cho Liên Xô. Trên thực tế, Liên Xô đã luôn phải hỗ trợ cả về kinh tế lẫn quân sự cho các đồng minh này. Sự hỗ trợ này vắt kiệt sức mạnh kinh tế của Liên Xô và nhiều trường hợp khiến quốc gia này đối đầu trực tiếp như trường hợp Triều Tiên, hoặc gián tiếp như trường hợp Việt Nam, Ai Cập, Angola về quân sự với phương Tây. Sự hỗ trợ cho các đồng minh này đã trở thành gánh nặng tới mức Andropov như đã nêu ở trên khi nói về việc có đưa quân vào Ba Lan để cứu chính quyền Ba Lan năm 1981 hay không, đã phát biểu rằng phải đặt sự phát triển của Liên Xô lên trên hết và nếu Ba Lan phải bị mất về tay công đoàn đoàn kết thì cũng đành phải chấp nhận. Điểm giống nhau thứ tư trong việc liên kết đồng minh của nước Nga Sa Hoàng và Liên Xô là bất kể đồng minh của họ là ai, vào thời điểm mà sự tồn vong của quốc gia thì họ cũng chỉ có thể trông đợi vào sức mạnh của chính quốc gia, dân tộc mình. Và lịch sử cho thấy, với một lãnh thổ lớn nhất và nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu nhất thế giới, một khi nước Nga bị xâm lược thì chỉ có sức mạnh quân sự, chứ không phải các hoạt động ngoại giao mới có thể bảo tồn được nước Nga. Những kẻ thù của nước Nga vì các nguồn tài nguyên gần như vô tận của nó sẽ không dừng bước bởi các hiệp định, các thỏa hiệp ngoại giao. Đó chính là lý do mà Sa Hoàng Alexander Đệ Tam, người mà một mặt đã tạo ra mối liên minh với Anh và Pháp và hòa hoãn với Đức, từ đó tạo ra một nền hòa bình cho châu Âu trong 30 năm cuối thế kỷ 19, đã nói rằng đồng minh thực sự của nước Nga là quân đội và hải quân của nó. Vậy thì ông Putin đã làm gì để vừa tránh được sai lầm của nước Nga Sa Hoàng và Liên Xô trong việc liên minh quốc tế, vừa tránh cho nước Nga bị cô lập? Sau khi trở thành Tổng thống, ông Putin bắt đầu các hoạt động đối ngoại một cách rất thực dụng. Nếu như trước đây, Liên Xô dùng hệ tư tưởng cộng sản để tạo ra mối liên kết về tinh thần với các quốc gia khác, thì nước Nga của ông Putin đã loại bỏ hoàn toàn cách tiếp cận này. Là một người thực dụng, ông Putin hướng mọi quan hệ quốc tế của Nga theo hướng có lợi ích về kinh tế cho cả hai bên. Trong đó, lợi ích của nước Nga được đặt lên hàng đầu. Vũ khí, một trong những sản phẩm có thế mạnh hàng đầu của Liên Xô, đã không còn được viện trợ không hoàn lại hay bán rẻ để tạo quan hệ nữa. Ông Putin biến vũ khí thành một loại hàng hóa và xuất khẩu vũ khí trở thành một nguồn thu lớn cho nước Nga. Vũ khí Nga dưới thời Putin không còn là một loại hàng có giá rẻ mạt mà được bán với giá theo thị trường. Người Nga bán vũ khí cho tất cả những ai không phải là kẻ thù trực tiếp của Nga và có tiền. Thậm chí Kalashnikov còn bán cả các loại súng AK bán tự động và súng shotgun Saiga vào thị trường Mỹ. Sự phát triển mạnh mẽ của vũ khí Nga buộc Mỹ phải ngăn chặn bằng các biện pháp chính trị. Ví dụ như việc gây sức ép với Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ khi các quốc gia này mua tên lửa phòng không S-300 và S-400 của Nga. Hoạt động xuất khẩu vũ khí này của Nga đã hé lộ một phần chính sách đối ngoại của ông Putin. Chính sách đối ngoại đó bao gồm 4 yếu tố sau. Thứ nhất, xác định lại các khái niệm đối tác, đồng minh. Thứ hai, mọi quan hệ đối tác, đồng minh phải có lợi giữa hai bên về mặt kinh tế. Thứ ba, không áp đặt mô hình chính trị kinh tế của mình lên các đối tác và không trở thành một sen đầm quốc tế. Thứ tư, sẵn sàng hợp tác với kẻ thù nếu như việc hợp tác đó phù hợp với các lợi ích cốt lõi của Nga và cương quyết không hợp tác với kẻ thù của kẻ thù nếu việc hợp tác đó trái lại với các lợi ích cốt lõi. Việc xác định lại khái niệm đối tác đồng minh của Nga thể hiện rõ nhất trong việc bán vũ khí. Cách tiếp cận này của ông Putin khiến cho Nga có một mối quan hệ rộng và có lợi về kinh tế hơn nhiều so với Liên Xô. Trước đây muốn có vũ khí Liên Xô thì Anh phải là một người cộng sản hoặc có xu hướng xã hội chủ nghĩa. Giờ đây muốn có vũ khí Nga thì Anh chỉ cần có tiền, e ngại phương Tây hoặc có lợi về mặt địa chính trị cho Nga. Đây là một điểm khác biệt đặc biệt quan trọng vì nó xác định tính chất của đồng minh của nước Nga. Nói một cách ngắn gọn, nước Nga hiểu rõ rằng không một đồng minh nào sẽ chiến đấu hộ thay cho họ để bảo vệ sự sống còn của nước Nga hay các giá trị, lợi ích cốt lõi của nó. Chính vì thế mà cả ông Putin lẫn Zakharova đều nói với người Nga rằng vào thời điểm sống còn của nước Nga thì chỉ có hải quân và quân đội.
nói một cách chính xác là lực lượng vũ trang của Nga, mới chiến đấu cho họ. Nước Nga cũng áp dụng một đường lối ngoại giao đa phương và dựa trên nguyên tắc cùng có lợi và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Nhờ các chính sách này mà các mối liên kết đối tác, đồng minh của Nga dưới thời ông Putin được mở rộng và có thực chất hơn, mang lại lợi ích kinh tế cho Nga, chứ không còn là một gánh nặng. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Dòng chảy tin tức vẫn tiếp tục trong các bản tin kế tiếp. Mời quý vị cùng bấm vào những video đang hiển thị trên màn hình để tiếp tục theo dõi tin tức. Cảm ơn quý vị, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!